Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. 6 người Việt chết do ngộ độc tại một khách sạn ở Bangkok. Ngày 16 tháng 7, BBC tiếng Việt cho hay, 6 người Việt chết trong khách sạn 5 sao ở thủ đô Bangkok. BBC dẫn thông tin từ buổi họp báo có sự tham gia của thủ tướng Thái Lan vào tối ngày 16 tháng 7 cho biết, vào lúc 16 giờ cùng ngày, có 6 người được phát hiện đã chết trong một căn phòng của khách sạn Gen Heas Irawan ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và đây là hình bản tin trên BBC. Những người này được xác định gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt, có 3 nam và 3 nữ. Theo BBC, cảnh sát nghi ngờ họ đã tử vong vào khoảng sau 13 giờ 55 ngày 15 tháng 7. Cảnh sát tình nghi có thể còn một người Việt Nam thứ bảy nhưng chưa rõ tung tích người này. Không có vết thương nào được tìm thấy trên cơ thể của các nạn nhân. BBC dẫn báo chí Thái Lan cho hay các nạn nhân được xác định là chết do trúng độc có thể là Cyanur. Hai người mang quốc tịch Mỹ chết là John Serin, 56 tuổi và Đặng Văn Hùng, 55 tuổi. Bốn người Việt Nam chết là Nguyễn Thị Phương Lan, 47 tuổi, Phạm Thanh Hồng, 49 tuổi, Trần Thị Phú, 37 tuổi và Nguyễn Thị Phương, 46 tuổi. BBC dẫn lời trung tướng Thi Tin của cảnh sát Bangkok cho biết những người này đã đến khách sạn vào hai ngày là ngày 13 và 14 tháng 7. Họ nhập cảnh vào Thái Lan vào các thời điểm khác nhau bà Serin đến ngày 5 tháng 7, ông Đặng Văn Hùng đến vào ngày 7 tháng 7, bà Nguyễn Thị Phượng Lan đến vào ngày 4 tháng 7, ông Phạm Thanh Hồng và ông Trần Đình Phú và bà Nguyễn Thị Phương đến vào ngày 12 tháng 7. Và đây là hình những ly trà có ít cặn ở đáy ly trong phòng các nạn nhân. BBC tiếp tục dẫn thông báo của cảnh sát Thái Lan cho biết không có dấu hiệu đánh nhau hoặc cướp. Công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành để xem những người này đã ăn gì có tổng cộng 6 ly đồ uống, ở đáy mỗi ly đều có một ít cặn. Trung tướng City nói rằng, có khả năng vụ việc đã được thực hiện từ bên trong phòng, ai đó đã trốn trong phòng. Có 7 người đã đặt chỗ, 5 người đã nhận phòng và 6 thi thể đã được tìm thấy. 5 người chết khớp với hồ sơ của khách sạn, nhưng người thứ 6 thì không và người thứ 7 không được tìm thấy. Có 6 ly rượu và DNA lấy từ các loại đồ uống này trùng khớp với những người đã chết. Trong phòng vệ sinh người ta tìm thấy một ít trà cùng với nước tăng lực và mật ong. Thức ăn không hề được đụng vào. Một số khách dự kiến trả phòng chiều hôm qua đã thu dọn hành lý từ tầng 7 xuống phòng ở tầng 5. BBC cho biết cửa bị khóa từ bên trong khi dọn phòng tìm cách vào phòng. Cảnh sát đang tìm kiếm người thứ bảy và sẽ điều tra lý lịch của tất cả những vị khách đã chết. Và đây là hình bàn thức ăn vẫn còn nguyên, không ai động vật. Hành lý được tìm thấy trong phòng sẽ được khám xét và xem liệu có thể sử dụng làm bằng chứng hay không. Tất cả các phòng đã được lên kế hoạch trả phòng vào ngày 15 tháng 7. BBC dẫn lời một cảnh sát bác bỏ các thông tin trước đó trên một số hãng tin của Thái Lan cho rằng 6 người này đã chết sau một vụ bắn súng. BBC cũng cho biết Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn cấp xử lý vụ việc, không để ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia và ảnh hưởng đến tâm lý du khách. BBC dẫn lời Thiếu tướng Thiradet cho biết các cuộc điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy họ bị ngộ độc với dấu vết về việc đã uống trà hoặc cà phê. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã xem xét một số nguyên nhân gây tử vong. BBC dẫn thông báo của cảnh sát, theo đó cảnh sát phát hiện 6 thi thể này trong khách sạn Jenhiat, Irawan, sau khi nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn vào khoảng 17 giờ 30 giờ Việt Nam. BBC cho biết thêm, khách sạn này có hơn 350 phòng và nằm trong một khu vực sầm uất thu hút đông đảo du khách. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin 6 người Việt chết do ngộ độc tại một khách sạn ở Bangkok. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin kênh đào Phù Nam, thảm quả kinh tế và môi trường trong tương lai. Ngày 15 tháng 7, trang ASAN có bài phân tích của tác giả David Brown về kênh đào ở Campuchia. Bài viết được dịch giả song phan, dịch và đăng cùng ngày trên báo tiếng dân với tựa đề Nếu được thực hiện, kênh đào Campuchia sẽ là thảm quả kinh tế và môi trường. Tác giả nhắc lại, truyền thông Khmer đã ca ngợi dự án kênh đào Phù Nam Techno từ đầu năm 2023 với sự tham gia của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc đồng thời thể hiện sự tin tưởng rằng tổng công ty cầu đường Trung Quốc sẽ ứng trước số tiền 1,7 tỷ đô la cho dự án này. Và đây là hình bài trên trang Asian Sentinel. Nhưng trên thực tế, vào khoảng đầu năm nay, các quan chức sáng kiến vành đai và con đường đã thông báo cho các nhà quy hoạch Khmer về quyết định không tài trợ cho kinh đào này. Sau một thời gian lúng túng, im lặng của truyền thông, Thủ tướng Hun đã nói với người dân Campuchia vào ngày 16 tháng 5 rằng công việc xây dựng sẽ bắt đầu vào tháng 8, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có một tuyến đường thủy tự quản để duy trì sự độc lập về kinh tế và chính trị của Campuchia. Tác giả đánh giá không có gì đáng ngạc nhiên khi Campuchia muốn xây dựng năng lực xử lý hàng hóa và vận chuyển hàng hóa tại một trong các cảng của mình trên vịnh Thái Lan, khi cho rằng dự án kinh đào này sẽ giải phóng một phần ba hoạt động ngoại thương của Campuchia khỏi phải vận chuyển qua vùng nước của Việt Nam. Tuy nhiên, Campuchia không cần kênh chở hàng thừa thải và có nguy cơ về môi trường. Tác giả dẫn phân tích của kỹ sư môi trường Phạm Phan Long kết luận rằng ước tính chi phí 1,7 tỷ đô la cho kênh đào được hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê duyệt và rất thấp, chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 chi phí cần thiết và không có luận chứng kinh tế hợp lý nào cho việc đào kênh. Và đây là hình của Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Hun Manit bên cạnh đó tác giả cho rằng việt nam có thể và phải cải thiện hoạt động của mình đặc biệt cần thiết lập một hệ thống vận chuyển hàng hóa ngoại quan thay vì kiểm tra gần như từng mặt hàng đi đếm đâm bên hơn nữa các tàu chở hàng chạy trên sông mekong thường phải chờ đợi nhiều giờ để cơ quan hải quan việt nam đến trạm biên giới và chấp nhận cho đi qua theo điều mà một nhà phân tích có uy tín của campuchia mô tả là thủ tục giấy tờ qua biên giới phức tạp tốn thời gian và đắt đỏ đồng thời vẫn theo tác giả những nhà thương thuyết Khmer và Việt Nam nên nghiên cứu dự án cảng và đường sắt kết nối Vũng Án trị giá 5 tỷ đô la để làm gợi ý. Dự án đó sẽ kết nối qua đường sắt một trung tâm ở miền Nam Lào với các bến bãi container do Lào sở hữu và quản lý trên bờ biển miền Trung Việt Nam. Nó đã được bàn thảo trong một thập niên, bây giờ nó đang tiến hành một cách nhanh chóng. Tác giả cho rằng, chi phí xây dựng thực sự của dự án kênh đào khả năng hoàn vốn không chắc chắn và phí sử dụng cao chắc chắn là những lý do giải thích thuyết phục nhất cho việc các nhà đầu tư Trung Quốc không còn quan tâm. Tại thời điểm này, kinh đạo Phù Nam Techno dường như khó có thể tiến xa hơn giai đoạn động thổ. Đối với các nhà thủy văn và chuyên gia nông nghiệp, những người đã cảnh báo về những tác động bất lợi vốn có trong kế hoạch kinh đạo của Campuchia, cho đến nay vẫn chưa có nhiều tác động. Việc dự án không khả thi là một tin tốt và đây là hình dự án kênh đào phù nam techno tác giả cũng nhắc đến hai mối lo ngại lớn về môi trường ngoài campuchia ra các chuyên gia dường như nhất trí rằng việc chuyển nước đến kênh vào mùa khô sẽ khiến nước mặn xâm nhập sâu hơn vào các nhánh sông ở đồng bằng sông mekong tác giả dẫn ông lê anh tuấn của trường đại học cần thơ và ông brian l thuộc trung tâm Stimson tại washington dc đã cảnh báo rằng nếu không có những điều chỉnh lớn trong thiết kế của kênh nó sẽ tác động như một con đê khổng lồ chia đôi đồng bằng bị ngập lục xuyên biên giới rộng hàng triệu hecta trải dài về phía nam và phía đông từ Campuchia tiến sâu vào châu thổ sông Cửu Long của Việt Nam. Ông L cho rằng con kênh sẽ làm vùng đất bị ngập lục tách rời, tạo nên một vùng khô ở phía nam và một vùng đất ẩm ướt ở phía bắc. Tác giả cho biết, đến nay chính quyền Phnom Penh đã nét tránh nghĩa vụ của Campuchia trong việc thảo luận về những tác động có thể xảy ra của dự án kênh đạo đối với sông Mekong với các thành viên của Ủy ban sông Mê Công, nhấn mạnh một cách thiếu trung thực rằng dự án chỉ ảnh hưởng đến một phụ lưu của sông Mê Công. Và rằng trong thông báo tháng 8 năm 2023, Campuchia đã cung cấp cho nhân viên Ủy ban sông Mê Công tất cả thông tin mà các bên ký kết hiệp định sông Mê Công đòi hỏi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Kênh Đào Phù Nam, Thảm quả kinh tế và môi trường trong tương lai. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.